Bé quay mặt qua anh nhìn cái cưng. Ủa nó dữ quá, loại. Trời đất ơi, như con cám vậy thì nó ác vậy sao? Mặt nó xinh gì mà dữ cái gì? Nó liếc em anh ơi. Liếc đó, đó, liếc những cái trời như vậy. Trời đất ơi, em còn dữ hơn người ta. Chứ chơi game show rồi đó. Chứ anh có cảm giác nha cưng, giặt đồ là không có đúng với lại cái nghề nghiệp của em rồi đó. Với lại sao lại có cảm giác là bạn chỉ vui tính và bạn rất hoạt bát nhưng mà không cảm nhận được đây là một người hát hay? Đúng. Dạ. Sao em có cảm giác là anh hát hay mà anh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa? Trong chương trình của chúng ta hiện tại là sẽ có hai ca sĩ nam. À, thì phải có nam hát với nam. Ừ. Đúng không anh? Không. Không hả? Không. Chương trình không quy định là nam hát với nam vậy hết trơn á. Hay là hay dở là dở vậy thôi, nam nữ không phân biệt. Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có ba nam. Thì chắc chắn trong ba nam này phải có một người hát hay. Ai nói chị ba nam vậy? Nãy Nhân nó hỏi ai nói chị ba nam, phải hiểu ý của Nhân nó nói. Nhìn như vậy chắc chị đã là nam. Không, tại vì em thấy nhiều hơn mà. Sáng mắt chưa? Sáng mắt chưa? Sáng rồi. Nghề nghiệp của bạn ấy là trồng lúa. Với một cái kịch bản nhảm nhí như vậy thì thiết nghĩ chúng ta để đi làm gì, đúng không? Loại. Nhưng mà Hiếu nhìn thấy cái mặt thì Hiếu bảo là à không, bạn này kiểu như là đang ngủ gật hay sao ấy. Nhưng mà đâu mà bát, bạn nghe được cái nốt cuối thì phải có kỹ thuật giữ được cái nốt nó đẹp như thế. Nhiều khi ông hát tròn một câu dài mà chỉ đúng được cái nốt nó đẹp thôi đó em. Bạn này thì hơi rõ, tại cái nốt nó hơi rõ quá. Em đồng ý với Hiếu. Đúng không chị Thư? Thư nhỏ hơn Hiếu 2 tuổi, đừng kêu Thư bằng chị, thiệt buồn quá à. Hiếu 87 à, chị Thư, à, em Thư à. Em mới 90 à, em nhỏ Hiếu 3 tuổi lận. Đâu Hiếu đùa, Hiếu 92. Trời. Hai người này quăng miếng quăng xuống biển giùm tôi. Không vui miếng nào luôn á, trời thiệt á. Trời, bây giờ từ đây cuối chương trình có cách nào tách hai đứa nó ra khỏi chương trình không em? Tách ra cỡ này mà chưa vừa lòng nữa đó. Trời ơi trời thiệt á, nãy đáng lẽ anh cho ngồi đây cho rồi đi, rồi hai đứa nó ngồi kế bên nó muốn nói gì nó nói. Anh để nó qua hai bên cái tấm qua bắn lại bao nhiêu người nó nghe khổ vậy. Hiếu à, cho dù tất cả mọi người qua lưng với Hiếu thì chỉ còn một mình Thư đứng đó đợi Hiếu thôi. Ok. Hiếu, em mới làm cái động tác gì vậy? Cho. Đi nè. Anh đã lấy rồi. Nhân chịu không? Nhân chịu không? Đỏ mặt cái trường nha. Anh tưởng Hiếu chưa từng hôn em luôn hả? Có chuyện đó là sao? Tụi em chào nhau xã giao hay ôm hôn là cái chuyện văn hóa bình thường của phương Tây mà. Nhưng mà không phải là của Việt Nam. Không có ai đàn ông nào ôm hôn nhau hết em. Anh em chào xã giao nha. Xã giao hả? Nó nghe nè, chào xã giao chứ phải chào xã láng bà nội đi về. Đi. Chào xã láng. Còn Nhân hả? Em hả? Em hơi sử dụng cái giác quan của mình quá, cho nên là lúc mà bảy bạn vừa bước ra một cái là trong đầu là mặc định à số 6 sẽ hát chung với mình. Số 6 em là có passport 5 năm. Nó lắc đầu từ chối kìa. Từ chối luôn à, lắc đầu vậy là từ muốn chối hát kìa. Với Hiếu em muốn hát với Hiếu đúng em không? Em không ưa Nhân đúng không? Em thích Hiếu đúng không? Trời, cái mặt phải chảnh ghét. Quan gia ngõ hẹp. Số 6, anh nói em nghe, em khờ lắm, em mới nói ra cái điều này ngay đầu tiên. Bây giờ em nói em thích Hiếu là em chết với Nam Thư nó loại em liền. Không cần Nam Thư, tôi cũng loại. Trời, sao vậy? Sao vậy? Thấy anh chị em loại liền luôn. Hiếu hết rồi. Bé khờ, đẹp mà khờ. Lát ngồi Hiếu cũng loại nó luôn nha Hiếu. Đây, anh bạn số 7. Cặp bộ bánh kem cưng không? Làm nghề bán bánh kem. Thế vì bữa đây anh Thành kìa. Trời ơi cái nét đó mà bán bánh kem tôi quánh chết. Trời ơi mấy bà bên kia kìa. Gì vậy? Ôi gì vậy? Gì vậy trời? Trời ngon. Ngon ơi ngon, mày đi ngon không? Không ai mày đi ăn 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 ăn. Trời ơi trời, nhỏ nó gì cười. Thằng nhỏ nó cười với nó chưa có hát. Nhỏ cười chưa hát nó quay hình luôn à. Tắt luôn. Ê Thành, nhưng mà em để không, tức là bé nó đang mắc cười một cái chuyện gì đó, nó cười thiệt chứ không phải là diễn. Thì đó,
chắc là Ngân đứng trước á, kêu nó làm cái gì đó cho nên nó mắc cười quá chứ chưa kịp hát có nghĩa là sao. Hát dở hay nè, thí dụ nha, thí dụ nãy nó đang ca nè, anh đang ca đi, ca này, ca đi mày ca hay đi, lát tao gả Trọng Hiếu cho mày. Vậy đó, vậy đó. Thưa quý vị, bà con mình có câu tối lửa tắt đèn có nhau. Chết cha. Nói đúng là không bằng lái giềng gần. Thôi mà, thôi. Hồi nãy tôi nói vậy thôi, đừng tội nghiệp nhỏ mà thiệt á. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Nãy tôi ghẹo. Số 1. Trời ơi. Mặt bé nó buồn rồi kìa Giang. Trời ơi, nó nhanh. Hồi nãy tôi ghẹo. Đúng rồi, Giang. Chết rồi, có nào khóc không kìa mặt kìa. Khóc, mặt tôi có thao giờ đó. Nãy tôi ghẹo nhỏ thôi à. Biết sao giờ, chỉ vì một cái nét nhiều chuyện của em anh Thành phát hiện ra. Mà bây giờ không phải anh, nhưng mà nhiều chuyện kể người ta, mình nói vậy thôi. Ai biểu em nói chi vậy? Nhưng mà em đâu có chọn nhỏ đâu. Nhưng mà em nói cho người ta chọn, thấy không? Đúng rồi, đáng lẽ không chọn số 1 mà tại vì bạn chọn số 2 nên... Cái chiêu đó gọi là chiêu ném đá giấu tay đó. Trời ơi, thiệt luôn á, tự nhiên cái càng buồn. Bây giờ anh mới thấy cái người nhiều chuyện là em á Thành. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Con bé nó dòm chỗ tay luôn, kệ nó đi. Trời, vỗ tay kìa. Vỗ tay kìa. Vỗ tay nó hợp. Nó dòm kệ nó. Trời ơi, nó khóc kìa anh ơi. Nó khóc kìa. Nó khóc kìa. Tự nhiên rồi em quay qua em chọn bé anh nhờ đi. Mấy người đổi đi mấy người ơi. Đổi hả? Ác với con tôi quá à. Ê quên, ác với em tôi quá à. Mẹ ơi. Khóc kìa. Càng buồn tôi càng muốn loại nó đá cái nư dễ sợ. Con cát. Em vực dậy tinh thần mọi người chứ sao mọi người chọn xong rồi xuống tinh thần quá vậy. Em con là má à. Con cám. Mà má con cám chưa bằng cái nư của em. Em bằng bà ngoại con cám đó. Nhưng đừng có bám díu dành hết trơn. Trời ơi, bữa nay em thấy được cái mặt của em ác quá luôn à. Ôi, cái con nhân nó ác mặt. Hồi nãy định chọn số 6 đó, tự nhiên đứng lên kia số 1. Trời ơi, số 6 ba liếc kìa, kìa thấy không. Nó ba liếc kìa. Số 4 hát chương trình này người ta có trả lương em không? Không. Hèn gì nó quạo. Đúng rồi. Số 6 bây giờ có mê Trọng Hiếu không? Đó lần cuối nè. Không. Loại. Loại liền. Loại. Không mê loại. Số 7 có mê Trọng Hiếu không? Nói anh nghe một câu coi. Mê Trúc Nhân. Ôi. Đau lòng. Cũng loại luôn. Loại luôn. Chọn con quạo. Giờ làm gì làm, tôi chọn nó quạo à. Hết giờ. Rồi bây giờ các bạn, thời gian suy nghĩ hội ý với nhau, bắt đầu chọn ra một người hát hay. Khỏi suy nghĩ luôn. Khỏi suy nghĩ. Chọn số 7. Khỏi suy nghĩ. Cắt đi. Cắt. Dẹp đi. 30 giây là 30 giây thừa thải của cuộc đời. Suy nghĩ gì nữa. Chọn ai. Xin lỗi các bạn. Số 6 em nghĩ em đẹp, em muốn nói gì đó hả? Số 7 em đem cái tập về muốn nói gì đó hả? Chọn nhỏ quạo này làm gì tôi. Bảo đảm sau khi chọn xong em nó sẽ hết quạo. Tại sao? Mặt chứng quạo Thành ơi. Cái gì hả? Thật sự là với ba người này thì chẳng có biết ai cả. Con bé số 4 đang quạo là vì em không chọn nó đó. Số 4 không thích anh không quan trọng, chỉ cần số 4 thích em. Số 4 đó. Số 6. Số 6 gì? Số 6 đi. Khoan, từ từ. Số 6 đi anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Đúng rồi. Thằng Bom nó có chính kiến. Nói. Em nghĩ số 6. Vì sao? Tại vì hồi nãy nghe cái giọng bạn đó nó lạ lạ lắm. Do đó là sẽ hát ca trù, có thể nó sẽ hay ca trù à. Nhưng mà bây giờ mình phải nghe theo ý kiến của khách mời. Trọng Hiếu là người hát. Cho nên Trọng Hiếu muốn hát với ai thì mình sẽ theo ý kiến của Hiếu. Em cho tôi biết tại sao chúng tôi phải nghe lời em. Đúng. Em cho tôi một lý do đi. Từ đầu buổi giờ em không có ý kiến, giờ em có ý kiến thì cho em cái ý kiến. Từ đầu buổi giờ em không có ý kiến thì bây giờ ý kiến của em nó cũng như đầu buổi thôi. Kìa, khán giả kêu Hiếu chọn số 6 kìa. Hai luồng suy nghĩ. Bên thì bé Bom quyết tâm là số 6 nó bảo vệ. Tôi không biết nó bảo vệ gì cái gì. Em là người hát. Chính xác. Mọi người ơi, mọi người cứ nói chuyện nhiều. Trọng Hiếu là người hát thì thế là Trọng Hiếu quyết định nhá. Đúng. Hiếu chưa mấy. Và mọi người hãy lắng nghe. Quyết định của Trọng Hiếu là số 4. Số 4. Ok. Mời đội trường ra. Đừng theo người đó, số 7 em ơi. Số 7 à. Đừng theo người đó, em ơi, em à. Bây giờ khoan cái gì? Chưa, chưa. Em chọn chưa? Em chọn số 7 rồi. Ủa sao vậy? Đã hát là chọn chứ sao? Chị kêu em chọn. Chị nói là chọn số 6. Đứa nào nói. Với sự linh cảm khủng khiếp của em, số 6 vừa bước ra như định mệnh của em. Em sẽ hát số 6 dòng cuối. Đứa nào? Nhưng mà hồi nãy em nói là nó không thích em lại đó rồi. Không thích nhưng vẫn là định mệnh. Cái gì vậy em? Cái số
Rồi số 7 đúng không? À. Ok, xinh xắn, xinh dù cho có hát dở đi nữa, đẹp vẫn được tha thứ. Con này đẹp cái là quay à. Ông này hát dở banh xác. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Nhìn cái khẩu miệng là đúng là vậy và khẩu... mặt đẹp quá. Khẩu hình hoặc là cái khẩu hình, cái khuôn khẩu miệng chứ cái khẩu dạ. miệng. Ừ, một là khẩu hình em, hai là khuôn miệng đúng như Vân nói, còn khẩu miệng là cái gì? Khẩu là miệng chứ là cái gì? Còn rồi, bớt đi, bớt đi, đừng có. Còn cái người mà nói nhiều người ta gọi là khẩu nghiệp. Trúc Nhân dạ. Em vui lắm hả? Em đậu anh mà xem vui dữ vậy. Dạ. Anh hại anh xem vui dữ vậy. Anh nói mắc cười. Em ngồi đầu bên kia đi. Anh nói mắc cười thiệt. Ờ anh cũng ngủ. Trời ơi má ơi. Anh em mà nói nó, đây, nói đây. Anh em mà nói nó một câu đi luôn. Đi qua kia, đi qua kia, đi dạ, qua kia. Dạ, bài này hát không hay. Ừ, đó là ý kiến của Thu Trang. Cảm ơn các bạn. Mình thấy còn chết. Sức bạn gồng cái gân cổ bạn lên nó rất là mạnh thì cái bạn đó hát rock không không thể nào duy trì bạn được rock. Một đâu, một bài nãy đâu có rock đâu, cái điệu đó không có rock. Người ta rock. Trúc Nhân nói là đúng rồi. Ngồi xuống đi. Tôi thấy rất là cô đơn trong gia đình này. Tôi như một thành viên bị hất hủi. Xong chưa ha? Em có thấy rằng cái giọng ca của em làm cho anh Trường Giang anh chà lớp luôn không? Đây là một giọng bè, nhưng mà không ngờ quấy bè nguyên bài. Không cần thiết với bè mà cách mãnh liệt như vậy đúng không?
hôm nay không phải là ngày của em. Vâng. Vòng một cái ông kia ông hát cái bài Hương Đêm Bay Xa là muốn ông cho ông đi luôn rồi. Bây giờ gặp cô ấy anh cứ đi đi. Đi luôn. Đi luôn đó. Không phải là ngày của em nha Harry. Anh Nghĩa mà em thích bé này lắm, cái phần thi của em, phần hú á. Em không gian, ngay từ cái đoạn đầu thôi. Khi quấy dược cất lên giọng hát là mọi người té hết. Mà mặt quấy vẫn kiêu hãnh. Em cưng lắm, em hiểu em cưng dễ sợ cái mặt say mê. Ôi trời ơi. Em ơi, em là ai? Tại sao em có thể đánh lừa chúng tôi đến tận vòng này khi vòng 2 em diễn quá chuyên nghiệp? Anh có hình dung em là một Lệ Quyên thứ hai không đó? Dạ, em là Thúy Vi, 21 tuổi, hiện là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen ạ. Trường Đại học Hoa Sen, ừ. Cái giọng nói hay quá mà, sao ông kỳ vậy? Bé ơi, hồi nãy em biết không, em hát Gary giống như là hai bà đang giành giật ông Đại Nghĩa vậy đó. Kiểu mà trả cho bồ cho tao đi. Không, tao không trả đâu, kiểu vậy đó. Hai chị em cứ thương quá, trời ơi. Trời ơi, hồi nãy em hát hộp mồ hôi á, sau đó thì em tự nhiên